Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Tân Châu triệt xóa thành công phá đường dây mua bán hàng giả là thực phẩm chức năng quy mô lớn qua mạng xã hội. Tại hai địa điểm của băng nhóm này, Công an thu giữ gồm 23 loại thực phẩm chức năng với 3.729 sản phẩm, ước tính tổng giá trị hàng hóa trên 290 triệu đồng. Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Phan Trọng Hiếu và Nguyễn Thị Hào, vợ cô Hiếu, cùng sinh năm 2000, ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, thuê một số nhân viên sử dụng nhiều tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee để bán hàng giả là thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được quảng cáo giúp giảm cân. Từ các tài liệu thu thập được, ngày 20 tháng 10, lực lượng bắt quả tang Tô Hạnh Nhi, sinh năm 2001, ngụ ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, đang buôn bán hàng hóa là thực phẩm chức năng giả. Qua kiểm tra nhà kho của Nhi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng giấy bên trong chứa sản phẩm thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ sức khỏe, các dụng cụ để dán nhãn tem đóng hộp. Như cho biết, toàn bộ hàng hóa trên thuộc sở hữu của vợ chồng Hiếu và Hào. Tại cơ quan công an, Hiếu, Hào, Nhi bước đầu khai nhận đã mua bán thực phẩm chức năng giả từ đầu năm 2014 đến nay. Nguồn hàng hóa trên do Hiếu đặt mua qua mạng xã hội và qua dịch vụ để nhận hàng hóa. Sau đó, cả nhóm rao bán qua sàn thương mại điện tử Shopee hơn 14.000 đơn hàng với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.